Xin chào quý anh chị, bà con, cô bác. Ngày hôm nay thì em Biển lại có mặt tại làng Nủ để cập nhật những cái hình ảnh về làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và chỗ này thì là một cái dòng suối, và vốn dĩ tại làng Nủ thì cũng có cái dòng suối ở đây. Cái địa điểm sạt lở là từ phía bên trên đỉnh núi kia và chạy dọc xuống đây. Cái chiều dài của vùng sạt lở nó rơi vào khoảng tầm hàng km thưa mọi người. Đây là những cái điểm mà những cái ngày đầu khi mà có váng đỏ lên như thế này là rất có khả thi là sẽ có người nằm dưới đây. Nhưng mà bây giờ thì thay đổi khá là nhiều. Đó là cái vùng đất này bây giờ nó cứng lại rồi mọi người, thì không thể tìm bằng phương pháp thủ công nữa. Và chỉ có những cái vùng sình lầy như chỗ này để thì có thể là mình nhìn thấy được là có nguy cơ, hoặc là chỗ nào nó sủi bọt lên đó, sủi bọt khí là có nguy cơ là tìm thấy người hơn đấy. Hôm nay thì em Biển thấy dọc cái bờ suối này thì đang thấy được là có những cái điểm khá là nghi vấn. Và cái điểm ở chỗ này đó là mọi người có thể quan sát thấy này, những cái vần sắt thép của những ngôi nhà, của những cái công trình đã bị cuốn ngổn ngang, mặc dù là những cái thứ rất là nặng. Đó là những cái cột, những cái xà nhà ở đây. Dòng suối ngày hôm nay thì em Biển thấy một cái điều rất là lạ tại dòng suối ở cái vùng sạt lở của khu vực tìm kiếm các nạn nhân còn sót lại ở khu vực làng Nủ này. Ngày hôm nay nước không hiểu sao nó đục hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Hôm qua thì em Biển thấy rằng nước ở đây khá là trong, mỗi một ngày thay đổi rất là nhiều. Đó, chỗ này thì là vùng nước khá là đỏ này, điểm rất là khác thường ở cái khu vực này. Có nghe người dân kể lại rằng là làng Nủ bị sạt lở cướp đi 77 sinh mạng của các người thân, anh em, họ hàng trong gia đình. Nỗi đau thương mất mát khá là lớn. Bây giờ thì chỉ biết trông ngóng vào lực lượng chức năng, rồi công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Ở phía trên kia thì em Biển có đi thực tế, rồi đi lên tận chỗ cái đỉnh núi kia, thì có những cái phần bây giờ nó lăn ngăn cách biệt, là một bên là sình lầy như thế này. Đó, là một bên là bùn đất, một bên thì toàn đá hộc. Thì nếu như mà ở trong cái khu vực đá thì sẽ tìm kiếm nó phức tạp hơn, khó khăn hơn. Và thậm chí có nơi nếu như mà so với cái địa điểm mà hôm qua tìm thấy nạn nhân thứ 11 thì có lẽ là nó phải sâu đến 4 đến 5 mét, tầm độ 3 mét đấy mọi người. Đấy, còn hôm qua là vị trí nạn nhân tìm thấy là ở bên dưới cây cầu, bên dưới cây cầu mọi người ạ. Và vị trí sâu khoảng 1,5 đến 2 mét. Ở ngày hôm nay lực lượng chức năng thì vẫn đang tìm kiếm ở cái khu vực đó, thì cũng mong sao các nạn nhân sẽ được tìm thấy để người nhà được yên tâm hơn khi mà tìm thấy người thân của mình bị mất tích trong lũ quét, trận lũ lịch sử và tang thương nhất từ trước tới nay, đó là tại làng Nủ đã cuốn phăng đi nửa ngôi làng này. Đây, em Biển thấy rằng là chỗ này có cái lốp xe này, rồi gốc cây to như thế này đấy, và gốc cây nữa đều bị cuốn phăng từ trên kia xuống đây đấy. Và bây giờ thì trên kia thì em Biển còn thấy được những chiếc xe máy bị vò nát thưa mọi người ạ. Đấy, không hiểu tại sao mà ở chỗ đoạn này thì ai đã cắm những cái cọc chỗ này này đấy, đã cắm cái cọc chỗ khu vực này. Đây, em Biển quay cho mọi người nhìn này. Đấy, cái khu vực phía trên triền đồi của làng Nủ có những cây cọ này khá là cao. Rồi cái trường học của các em mẫu giáo thì ở khu vực đằng kia. Ngày xưa thì đi học thì em Biển cũng có học những cái bài hát, đó là cọ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Và đây là một cái bản làng rất là xinh đẹp tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nếu như chưa sạt lở thì đây là một ngôi làng tuyệt đẹp,
nói về hình ảnh đẹp của khu vực làng Nủ, văn hóa dân tộc của các bản làng thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với cái không khí dễ chịu như thế này. Khi mà thiên tai ập đến thì làng Nủ chỉ còn lại nửa làng. Từ đây lại kia bây giờ chỉ còn lại một cái bãi đất trống mọi người ạ, không còn những cái ngôi nhà xinh đẹp mọi khi, không còn nữa mọi người ạ, mất hết rồi. Em Biển tới đây cập nhật những cái hình ảnh để cho mọi người thấy được dọc cái con suối này vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 nó như thế nào. Ngày hôm nay thay đổi rất là nhiều về cái khu vực đó là suối này, thấy đục bất thường, đục bất thường mọi người nhé. Và đây cái khu vực này tảng đá này, và trên kia thì các thầy cúng rất là nhiều, từng đoàn thiện nguyện tới cúng. Wow, ở chỗ này thường thì ở xuống phía dưới này thì những cái tảng đá nó nhỏ hơn, và trên kia thì gồm những cái tảng đá rất là lớn. Đây là cái cột này mọi người, bị lũ cuốn phăng đi tất cả và gãy hết. Thưa mọi người, thì em Biển đang đi ở dưới dòng suối này. Dòng suối có mang đi những cái nỗi mất mát đau thương tại làng Nủ. Tại sao cái sức tàn phá của lũ tại làng Nủ nó lại kinh hoàng đến thế? Bởi vì khi mà từ trên đỉnh núi kia chảy xuống đây, không chỉ có đất và nó có cả những cái tảng núi vỡ rất là lớn, tạo ra cái sức cuốn của nước rồi đá. Và khi mà chịu cái sức mạnh của nước và đá, nó sẽ dồn theo, nó sẽ kéo theo. Gần như trên kia nó là một cái đập, và khi mà tức nước thì sẽ vỡ bờ. Dạ, chính xác anh ạ. Vâng, 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 em chỉ quay cái dòng suối thôi. Nhất trí anh ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Đây, mọi người có thể thấy được rằng là dòng suối này. Đấy, mọi người vừa thấy một anh tới hỏi thăm là em live stream có chính xác không? Thì thưa mọi người là em Biển chỉ nói thật thôi, không có chia sẻ sai sự thật. Mình nói là phải chuẩn. Em Biển cũng không câu view câu like gì cả. Đây là những cái hình ảnh tại hiện trường của cái khu vực nước lũ cuốn này, rất là rõ ràng và chính xác, không có sai một cái điều gì cả. Bây giờ thì em Biển lại thấy một cái điều rất là lạ và khá là lớn. Đấy, mọi người thấy được rằng là chỗ khu vực này này. Đấy, chỗ này gần như một cái cầu hoặc là một cái điều gì đó. Em Biển đang đi ở giữa dòng suối này. Đấy, chỗ này là một cái phần bê tông rất là chắc chắn, và em Biển đoán là đây là một cái cầu, một cái cầu, một cái cầu rất lớn tại đây. Không biết rằng là bị cuốn từ trên kia xuống hay là đây là một cái phần mố cầu hiện hữu sẵn ở đây rồi, và cũng có thể là bị kéo từ đằng kia kéo lại. Bị kéo từ đằng kia kéo lại. Đấy, chỗ này thì em Biển thấy là một cái con đường xuyên ngang đây. Và thường thì cái cây cầu thì nó sẽ thẳng nối chỗ từ đây lại. Đấy, chứ nó không thể là bị lệch lạc được. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy cái chỗ này nó lại, cây cầu lại lệch lại đây. Đấy, lệch hẳn luôn mọi người nha. Em Biển thấy rằng là lệch hẳn đó. Đấy, em Biển sẽ đi lên chỗ này để chia sẻ mọi người. Chỗ này bây giờ là đất sình lầy nó phủ kín rồi. Phủ kín rồi mọi người ạ. Đó, đây thì nếu như mà cái vùng, chỗ cái khu vực này nó xen ngang ấy, thì có thể là sẽ bị lũ cuốn đổ luôn. Nhưng mà chỗ này nó lại theo một cái dòng chảy nên cái bức tường bê tông này nó không bị phá bỏ.
nó không bị phá bỏ thưa mọi người. Đấy, em Biển đang thấy rằng là bên này đang có một cái hệ thống lò xo hay là một cái gì đó của một chiếc xe gần như là cái công nông ở trên vùng cao này cũng bị cuốn trôi ở tới đây và đang làm chơi vơi ở cái khu vực bãi đất trống này. Đấy, mọi người thấy là ngày hôm nay lại thấy thay đổi, mặc dù là đây là cái hiện trường của cái khu vực làng Nổ đã bị tàn phá rồi, nhưng mà nó để lại những cái cơn địa chấn về lũ lụt không thể khắc phục nổi. Em Biển có nghe nói rằng là ở đây các cái miếng đất ở đây đều được có sổ đỏ hết rồi, nhưng mà hiện nay có lẽ rằng là có phục dựng lại thì cũng không ai dám tới đây ở, tại vì 77 người đã ra đi ở trên cái mảnh đất này, đã ra đi ở cái khu vực nửa làng Lủ này, thì cái địa điểm này thì cũng có lẽ là người dân sẽ không dám ở đây nữa. Ở cái vị trí nó gần như kiểu là cái thung lũng này, bây giờ phải nói là cái thung lũng rồi. Và thời điểm trước thì có bác chia sẻ rằng là anh ở đây cũng rất là nhiều năm, và từ khi mà đi chặt củi đấy, đi cưa gỗ ở các nơi, nhưng mà cũng có thể lên cả trên cái khu vực đỉnh kia rồi, nhưng mà chưa bao giờ có trận lũ nó kinh hoàng và nó hung dữ đến vậy. Anh bảo là đến khoảng thời gian trước đấy, thì năm 2008 ấy, thì chỉ có một cái trận lũ nó nhỏ nhỏ thôi, chỉ một hai nhà bị thiệt hại, đây là nửa làng quét sạch không còn gì. Đây, một số cái gốc cây lớn như thế này, gốc cây lớn như thế này và miếng tôn như thế này đây cũng bị bốc từ phía dưới bốc lên, không còn hiện trạng như ban đầu nữa. Khúc gỗ lớn như thế này đây cũng bị đưa từ nơi này đến nơi khác. Thưa mọi người, là chỗ này là khu vực nhà văn hóa của làng Nổ đây, làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và rất là may mắn là cái khu vực này không bị thiệt hại. Đấy, nếu như mà nhà văn hóa ở cái vị trí này thì sẽ bị lũ cuốn phăng cả nhà văn hóa. Ngày xưa thì thưa quý vị các bạn, ở chỗ này này, trung tâm nhà văn hóa thì bao giờ cũng rất là nhiều ngôi nhà sát trung tâm văn hóa. Sau khi bị lũ cuốn phăng thì hiện trạng của làng Nổ vào ngày 27 tháng 9 năm 2024, em Biển chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh cận cảnh. Chỗ này vài ngày trước thì em Biển có quay thì nó là bằng phẳng, và một hai ngày trước thì có lẽ là máy xúc đã tới đây để tìm kiếm ở cái vị trí này. Đào rất là sâu nha mọi người. Đấy, đào rất là sâu. Bây giờ nó tạo thành một cái khoảng trống, một cái hố khá là lớn rồi. Đây, em Biển lại kia chia sẻ cho mọi người một số cái hình ảnh về cái sức mạnh khủng khiếp của lũ. Đấy, em Biển tới đây nha. Em Biển phải vượt qua một cái dòng nước lũ nhỏ nhỏ như thế này ra. Nước lớn thì sẽ không chịu nổi, không chịu nổi lũ đâu mọi người. Đây là một cái phần cần cẩu, máy xúc. Đấy, máy xúc đây thì đã bị bẻ gãy. Máy xúc là mạnh mẽ như vậy, lớn như vậy mà đã bị bẻ gãy rồi. Giờ đây em Biển chia sẻ với mọi người những cái phần đó là cây gỗ này, rồi những cái chiếc ô tô, rồi xe công nông đây bị vò nát. Sắt ở đây là rất là cứng, mọi người có thể thấy là vò nát rất là khủng khiếp, bẻ gãy luôn mọi người, bẻ gãy luôn. Và chỗ này thì hiện tại cơ quan chức năng đã trăng bạt rồi, mấy chiếc xe máy đây, mấy chiếc xe máy đã được trăng bạt bởi vì nó quá là, gọi là về cái đồ vật cũng bị vò nát thì người chịu sao nổi các bác. Mọi người cũng phải thấy được rằng là trên kia không chỉ có bùn đất đâu mà có rất là nhiều đá, chỗ này bê tông cốt thép cũng bị vò vún hết, không còn gì nữa. Ngày hôm nay em Biển quay video này thì cũng
thấy một cái sự rất là đau xót cùng với người dân thôn bản làng Nủ tại đây. Rồi hôm qua thì cũng có một số anh em tới thắp hương cho những gia đình đã có người thân thiệt mạng, có những gia đình bị 5 người thì mất đến 4 người. Không phải là người thân ruột già nhưng chung vui với nỗi đau thì mình cũng không kìm lòng được. Đó, thì em Biển chưa phải trả đấy mọi người. Video tới đây nhá mọi người nhá. Đấy. Ồ, ở đằng kia thì còn có một cái máy xúc thì em Biển sẽ tới đây xem nào. Đi cái con đường gập ghềnh này. Bây giờ làng Nủ nó không còn bằng phẳng. Mỗi chỗ được đào bới để cố gắng tìm kiếm cái phần, các phần gọi là mất mát đau thương, đó là những người còn nằm dưới này không gì có thể bù đắp được, nhưng cái cần nhất đó là người thân có thể tìm được những cái nạn nhân còn nằm dưới ở khu vực này để mong sao cho người thân của mình mặc dù mất đi cũng có những cái phần mộ được an yên cùng với ông bà đã nằm xuống. Đây, phía bên này là nhà văn hóa. Còn ở chỗ đây thì cũng tạo một cái dòng suối này. Đây là một cái máy cẩu đây. Máy xúc đây mọi người. Chúng ta cùng tới đây để xem cái sự tàn phá kinh khủng của chiếc máy múc này. Đấy. Máy múc thì thưa các bác là nó rất là khỏe và được thiết kế bằng nhựa bằng sắt đặc mọi người nhá. Rồi bơm dầu thủy lực mà bị bẻ cong như thế này. Rồi phía bên trên này cũng bị móp méo và gãy luôn cả cái trục này. Có lẽ là văng từ đằng kia lại. Thưa các bác là rất là tang thương. Đó, chỗ này là cái phần cúng của các đoàn tới thăm viếng. Rồi cúng tại đây. Đấy, đến thăm rồi phát quà cho các đồng bào. Người dân tại đây chia buồn với nỗi đau của người dân và giảm bớt đi đau thương phần nào. Em Biển cũng xin dừng video clip tại đây, chia sẻ đến cô chú anh chị một cái video clip cận cảnh về những cái vùng mà mình còn nhìn thấy được là nó khủng khiếp cỡ nào. Và video clip này em Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bác đã theo dõi và nhớ theo dõi trong các video clip lần sau. Em Biển xin dừng video clip tại đây. Xin chào mọi người.